Măng tre mất 4 năm chỉ để tăng thêm 3 cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 m. Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Nếu bạn muốn đạt được thành tựu, trước tiên bạn cần tự chuẩn bị cho mình một nền tảng thật kiên cố, vững chắc. Đó là kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ, phong cách sống. Một khi hành trang đã đủ rồi, tất yếu bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Nhưng đừng vì những mong muốn trước mắt mà quên mất việc cần thiết bạn phải làm, là vun vén chất lượng cốt lõi bên trong của mình. Bạn có thể đi con đường tắt để đến thành công, nhưng nếu nó không có đủ chắc chắn thì sớm muộn gì cũng rơi vào ngõ cụt. Muốn sở hữu thành quả lâu bền thì buộc phải có thời gian lâu dài để xây dựng. Đừng nhìn vào con đường của người khác và bắt ép bản thân mình phải đi theo. Có thể hiện tại bạn chưa có gì trong tay, nhưng mà với hành trình cố gắng bền bỉ thì sớm muộn gì cũng đạt được. Cây tre đã dành hơn 4 năm để cắm rễ thật sâu vào trong lòng đất. Đổi lại, nó sinh trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ. Vậy thì chẳng có lý do gì để bạn không học tập được gì từ sự phát triển của loài cây này cả. Đời người phải có tích lũy. Có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre, cho đến ngày có thể vượt qua 3 cm. Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ. Một hôm thì cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi, nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn thì lại rất đáng tiền? Sáo trả lời: bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi chặt ra mà thôi, còn tôi thì đã trải qua hàng ngàn nhát dao được người ta chế tạo cẩn thận. Giá phơi quần áo im lặng. Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ sát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, cuộc sống mới có giá trị. Mỗi ngày một hành động cố gắng dù nhỏ thôi cũng sẽ giúp bạn tiến gần hơn với cả mục tiêu. Những nỗ lực nhỏ ngày hôm nay sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong ngày hôm sau. Khi trồng tre, thời gian đầu bạn bỏ công chăm sóc nhưng không thu hoạch được gì cả. Từ đó bạn chán nản và bỏ cuộc mà không hề biết rằng tre cần 4 năm để phát triển bộ rễ trước. Do đó trong cuộc sống, nếu những nỗ lực của bạn chưa được đền đáp thì khoan vội từ bỏ. Hãy thật kiên nhẫn và luôn nhớ rằng bản thân bạn vẫn đang tiến bộ lên mỗi ngày, chỉ vì bạn chưa nhận thấy mà thôi. Niềm tin là yếu tố cốt lõi để có được thành công. Bạn có tài năng, có trí tuệ, nhưng lại thiếu niềm tin là rào cản lớn nhất ngăn bạn bước vào cánh cửa thành công. Chưa thử đã ngại, chưa làm đã lo thất bại thì biết bao giờ mới tiến bộ đây. Cũng như việc không nhìn thấy tre mọc, chắc hẳn bạn sẽ rất hoang mang và mất niềm tin. Điều này sẽ dẫn bạn đến gần hơn với thất bại. Những người thành công thì sẽ không ngừng tiến lên phía trước, ngay cả khi họ không đạt được kết quả ngay lập tức. Họ biết rằng nếu họ nỗ lực làm những điều đúng đắn mỗi ngày thôi thì kết quả cuối cùng sẽ đến. Đừng để tâm trạng, hoàn cảnh của bạn hay mọi người xung quanh làm xáo trộn suy nghĩ. Hãy bắt đầu làm việc và trực tiếp cố gắng. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn đạt được. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng mà lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng. Thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít. Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng. Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà là phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống. Không quan trọng bạn bao nhiêu lần thất bại, mỗi lần sẽ chỉ khiến bạn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn thôi. Bạn chỉ cần đúng một lần duy nhất mà thôi. Hãy nhớ, chỉ cần một lần.